Một này. Cái dây đẹp như trong tranh rồi. Hai. Ba. Chơi đây. Ôi. Ác này hơi đen nhỉ. À, đập không lên được nữa thì ăn cứt đấy. Lên rồi. Lên rồi, lên rồi, lên rồi anh em ơi. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên được theo Hernandez 4 rồi. Rồi, theo lên được theo Hernandez 4 rồi. Quan trọng là đéo có phôi mà chơi thôi. Mày cho tiền đi anh nạp cho. Nạp 10 tỷ chơi game kèo béo 8. Em cho tiền đi thì anh nạp chứ anh có tiền đâu mà nạp. Theo kịch bản là phải xuống à? Thế nó lại lên em ạ. Mèo em không đủ, em phải tặng thêm mèo đi. Em phải tặng thêm mèo đi. Rồi xong xong ác này vào ác tiếp theo luôn nhá. Ôi chết rồi, bỏ mất thằng Doan vào ấy rồi. À lại xịt ạ. Chó thế nhở. Kéo đủ phôi. Đây á. Chơi hơi căng đấy. Anh mua tay cầm á, anh mua tay cầm 7 xin rưỡi. Chơi không bạn? Chơi không? Chơi không để mồi. Không hết phôi rồi, thế thôi. Mua thêm một con gì đó à? Về một này. Thế sẽ chơi thế thôi, đỡ tốn tiền. Về hai này. Một con nữa. À, 23 t con theo này nó trong tem TT ấy nên là đập nó cũng hơi bị căng đấy. Về hai tiếp này. Về hai tiếp này. Mồi hết dây 107 này. Còn hai con cuối thôi. Cố lên em ơi. Về hai tiếp này. Kèo cuối, kèo cuối, đại đế. Kèo đại đế, kèo đại đế. Ok, không ao dây đâu, không ao đâu. Không ao đâu, con này nữa xin nữa là xong rồi. Về một này, ok luôn đấy. Ok luôn đấy, không ao đi đâu cả, không ao đi đâu cả. Đổi kèo trong này thôi, đổi kèo trong này thôi. Đây, đổi kèo trong này thôi. Không ao đi đâu cả. Một con 113 nữa là đủ. Một con 113 nữa. Ở đâu bán, ở đâu bán, ở đâu bán. Chứ 114 là thừa, 114 nhiều quá. Anh em biết con nào bán không? Con nào đang xả không? Không ao, không ao, không ao. 41 tỷ granat thế. 39 tỷ... À đây rồi, đây rồi.
33 tỷ mua được không? Hay 33 tỷ mua mẹ con William con hô này hơn? Không ao, không ao, không ao, không ao. Mua mẹ con William con hô đi. À đi quát này, đi quát có này. Mua mẹ William con hô đi. Không, không ao được cái dây này, không ao được cái dây này, không ao được ra ngoài, không lên ao. Ao là thua. Ao là thua, không được ao, không được ao tơn này. Không được ao tơn này, ao tơn này là thua. Mua mẹ ông William, con William cao bàn hồi đi. Rồi. Ba hủy này. À. Một này. Cái dây đẹp như trong tranh rồi. Hai. Ba. Chơi đây. Ôi. Ôi. Và đây là theo Hernandez. Hải đang hay từ phát sư đến từ Nhật Bản. Đập tệ không bao giờ vun vạch. Chơi đi ạ. Ui sợi ơi. Mấy nó cháy bảo rồi mà. Mẹ nó cháy. Nó cháy thật sự luôn ấy. À. Nó cháy thật sự luôn ấy. Mẹ. Bú. Ôi, tay lại đập xì rồi à? Quá bú luôn. Trời ơi. Anh em nói thế nào ạ? Sự trở lại của bác sư. Sự trở lại của bác sư. Bác có lấy ảnh không? Mẹ, cái dây mồi như thế rồi còn không lên nữa thì tôi khóc đi. À. Anh em thế nào? Tin đi ạ. Anh em thấy thế nào ạ? Ai giời ơi. Cháy vãi xược. Đâu, cà phê gì? Bạn này bạn mua thẻ của bên anh mà. Nhưng anh em nào mua thẻ ở bên anh thì anh làm gì xin cà phê đâu. Quá cháy luôn, 100 tỷ. Bú thật sự. Dạ, ơi, cho đá ST luôn chứ còn gì nữa. Anh em ngày mai xem video mồi bao nhiêu con chứ anh chẳng nhớ mồi bao nhiêu con cả. Anh thấy tín là anh đập rồi. Mang béo ra sợ, mang béo ra đây. À, mang béo ra đây. Con này hiếu không ta? Tổ tiên Bách Bảo đập là đập đúng rồi. Tổ tiên Bách Bảo đập là đập. À, kèo nào cũng nhận hết. Anh em có tín hay không thôi. Rồi. Kèo này xong rồi vào test xem chỉ số thế nào nhỉ? Từ từ làm cái trên group đã anh em. Đăng ảnh lên group đã. Đăng ảnh lên lên page đã. Anh em lên page Hải Đăng 24 nhá. Theo à? Theo này đi ra. Theo này cho Edermi Theo vào. Đây. Xong cho Theo Hernandez vào. Theo đâu rồi? Theo đâu rồi em? Đấy. Ok. Quên nhầm. Theo Hernandez này. Úi giời. Bú thật sự. Đấy. Theo Hernandez 120. 120 CB. Ui. Đá CB được. Đá CB được anh em ạ. Đá CB ổn luôn này. Anh em vào Pet Hải Đăng 24 team nhá. Ui, có ma tốc độ thôi ạ. Hơi chỉ số xem nào. Max tốc sẽ là 130. Tốc độ sẽ là 130. Max tốc sẽ là 130. Máy chạy như đây.
máy chạy đây chứ đâu. Mắc tốc nhá, để mà cánh này, để cánh. Đá CB ngon hơn. Ui,